dòng họ nhà bạn không đủ phúc báu để nghe những điều cao thượng này. 500 triệu mà bạn đầu tư vào năm 2019 đến năm 2024 là 2 tỷ rưỡi rồi. Mỗi một năm đều đặn bạn nhận về được 50 triệu tiền cổ tức. Số tiền bạn đầu tư ban đầu là 500 triệu, bây giờ là 2 tỷ rưỡi. Những đứa khác lấy chồng có con nó sẽ nghèo đi rất nhiều, còn bạn ở nhà ấm con mà vẫn giàu lên được. Đó mới là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ ở đây. Đấy là cái cách tôi muốn dạy cho các bạn giàu lên đấy. Hoặc là bạn mua những cổ phiếu như của Nhựa Bình Minh. Nhựa Bình Minh năm 2019 bán khoảng 22.000 một cổ phiếu. Bạn mua những cổ phiếu của những công ty sản xuất hàng tiêu dùng, 22.000 bạn bỏ ra 500 triệu. Bạn mua cổ phiếu của Nhựa Bình Minh thì bây giờ là 107.000, tức là từ 500 triệu năm 2019 bây giờ thành 3 tỷ. Đó là những công ty sự thật đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Người Việt chúng ta chưa bao giờ dạy nhau điều này. Khi con bạn lên 4 tuổi thì bạn cũng đã từ 500 triệu. Con bạn lên 4 tuổi, bạn ở nhà ấm con 4 năm và bạn cũng đã có được 3 tỷ từ 500 triệu ban đầu. Và mỗi năm trung bình một cổ phiếu của Bình Minh giả cho bạn 5-6.000 một năm. Như vậy là đều đặn mỗi tháng bạn đã lãi được 5 triệu. Và số tiền 500 triệu ít ỏi đó bạn đã tạo ra được 3 tỷ. Và người chồng không cần phải cho bạn đồng nào. Bạn lấy chồng về với 500 triệu, bạn không cần chồng nuôi. Và không ai bế con của bạn tuyệt vời bằng chính bạn bế con của bạn. Tôi nói thật với những người nghèo, những em bé mà 8-9 tháng cho đi nhà trẻ, người ta cũng chẳng rửa đít cho con bạn đâu. Bạn ném nó vào trong nhà trẻ, rồi mẹ khóc, con khóc, rồi đôi khi em bé nó cởi chuồng từ sáng đến lúc về, đến lúc mẹ gần đón rồi bắt đầu họ mới mặc quần cho con bạn mà thôi. Con bệnh, mẹ bệnh, tôi hướng dẫn các bạn đầu tư. Các bạn có thể về hưu từ tuổi 23, 24 tuổi lấy chồng. Bạn nên nhớ rằng người phụ nữ, một thằng bảo nói vét thì mày cút đi, sao mày đi nghe người nói vét? Đúng không ạ? Nói vét thì đừng nghe. Bạn không đủ phúc để nghe điều này. Dòng họ nhà bạn không đủ phúc báu để nghe những điều cao thượng. Hãy cho tiền ông trưởng họ nhà bạn góp tiền đi học cái lớp của Du Tần Nguyễn thì về mở mang kiến thức cho cả một dòng tộc. Nếu như là một người lớn tuổi mà vừa còn mẹ là nói phép ấy, thì tôi khẳng định là cả dòng họ nhà bạn không đủ phúc để nghe điều Du Tần nói. Bất hạnh. Hãy dũng cảm đi vay mượn giật tạm nếu là cái dòng tộc vẫn nó nghèo. Tại vì chín đời này là họ hàng nhà chín phèo nghèo rồi, chưa bao giờ nghe điều cao đẹp. Đây là sự thật 100% đang diễn ra. Học viên của tôi hàng nghìn người đạt được điều đó. Nếu bạn cho rằng điều đó là nói phép thì cả họ nhà bạn hãy dồn tiền lại cho một người đi học xem ông Tần ông ấy nói cái gì. Nếu tao nói sai tao giả lại tiền chưa.